Từ những hạt đậu phộng, người dân Đức Hòa chế biến thành nhiều món ăn phục vụ thị trường Tết như kẹo đậu phộng rang, kẹo thèo lèo, góp phần mang chút hương vị Tết đến mọi nhà. Vào dịp Tết, các lò đậu phộng thường tăng số lượng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Dù khai thác cùng một mặt hàng, nhưng mỗi nơi sản xuất lại có hương vị và bí quyết riêng. Sau đây, mời quý vị cùng ghé thăm cơ sở chế biến đậu phộng Hiền Tài tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa để cùng cảm nhận không khí làm việc tất bật tại đây trong những ngày cận Tết. Bây giờ thì máy móc nó hỗ trợ nhưng mà vẫn phải rang thủ công là bằng củi, củi lửa nên có vị thơm đặc trưng, không có rang bằng điện. Đậu ở đây chị, nguyên liệu của chị toàn là đậu của Đức Hòa, đặc trưng là Đức Hòa, không có dùng đậu những vùng khác nên nó có hương vị riêng. Ngoài ra là tôi còn chế biến thêm cái đậu tẩm ớt gia vị tỏi ớt. Rồi một phần nhân á, mình tách ra rồi mình chiên lên rồi mình tẩm ớt gia vị có tỏi ớt trọng thì ăn rất là đậm đà. Với thêm một cái nghề truyền thống nữa là kẹo đậu phộng. Đúng rồi, ở đây tôi làm đậu phộng là đặc trưng của xưa giờ là chỉ làm chanh đường đơn giản thôi chứ không có cái bỏ thêm nha hay cái gì đó. Thì những cái người xa xứ á, với lại mấy cái người hơi lớn lớn tuổi, nói chung là mấy cái ăn cái gì đặc trưng đó ai cũng thích. Tôi làm không có số lượng, nói chung là làm hàng ra khả năng là sản lượng bao nhiêu là hết bấy nhiêu, ngày nào là hết ngày đó, không có tồn động hàng quá ngày nào hết đó. Tết cao điểm là khoảng đó 20 tháng 10 tháng chạp á, tháng 12 là bắt đầu cao điểm, đến 30 Tết là cao điểm nhất. Còn bây giờ thì mình cứ làm rảng mối đại lý với lại mấy cái khách hàng đặt hàng biếu cho thì người ta lấy lúc này. Kẹo thì ở đây chỉ có hai loại, một loại thì dạng như bán để sang sỉ cho người ta bán lại thì giá 15, còn cao cấp hơn cái dạng mà đặt hàng kiểu ngon hơn thì chị làm loại 20 ngàn miếng. Vì 5-7 chị em ở gần gần thôi, rồi như nhàn rỗi thì lại phụ. Tôi thường mua đậu phộng ở đây, ví dụ như ngày thường thì lâu lâu là lên mua một lần, nhưng riêng vào mùa Tết thì tôi đặc biệt là mua ở tại chỗ này, bởi vì là mua tặng cho khách hàng nè, rồi tặng cho bà con, rồi một số đồng nghiệp của tôi nữa. Thứ nhất là đậu phộng ở đây ăn cái vị của nó rất là béo, bởi vì là đậu nó là đậu đặc của Đức Hòa luôn, gốc của Đức Hòa, cho nên là vị nó béo và nó ngọt. Còn cái miếng kẹo đậu phộng ăn thật sự là mình phải nói là nó có cái cảm giác là mình khó quên lắm. Ví dụ như là nó đậu nó béo nè, vị ngọt vừa có đường nè, rồi có vị thơm của mè nữa, rồi của gừng nữa, cho nên là ăn miếng đậu phộng ở đây cảm thấy rất là thích,